Thưa quý vị và các bạn, lần sở từng trang lịch sử, đặc biệt giai đoạn cách mạng tháng 8 ở Huế, đã thấy rõ tầm vóc, trí tuệ và ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Hoàng tộc Triều Nguyễn, tạo ra sức cảm hóa kỳ diệu, thấm đẫm tính nhân văn, hình thành cục diện thống nhất, đoàn kết toàn dân tộc, chống lại thù trong giặc ngoài, giữ vững chính quyền non trẻ. Sau này, những dòng hồi ký từ triều đình Huế đến chiến khu Việt Bắc của cụ Phạm Khắc Hòe, đồng Lý Ngự tiền văn phòng triều Bảo Đại, hồi ký của đồng chí Trần Huy Liệu, trưởng phái đoàn chính phủ lâm thời vào tiếp nhận thoái vị của vua Bảo Đại đã cho thấy rõ hơn giai đoạn lịch sử đặc biệt này. Sau ngày thoái vị, chính phủ đã tạo điều kiện tốt nhất để cố vấn Vĩnh Thụy làm việc tại Hà Nội. Nhưng chẳng bao lâu ông ta đã trốn sang Trung Quốc và rơi vào bẫy của người Pháp, để cuối cùng trở thành con bài quốc trưởng của cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi quá trình từ cố vấn Vĩnh Thụy đến quốc trưởng Bảo Đại qua video ngày hôm nay. Sau ngày 30 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại đã trở thành công dân của nước Việt Nam như bao người công dân khác và Vĩnh Thụy trở về Đại Nội để sửa soạn, thu dọn những đồ vật cá nhân của gia quyến ra ngoài cư ngụ. Nhưng vào gần buổi trưa ngày 30 tháng 8 thì ông Phạm Khắc Hòe được ông Tôn Quang Việt gọi đến báo ông Việt sẽ đến Đại Nội để báo một tin gấp. Ông Tôn Quang Việt tới gặp ông Phạm Khắc Hòe, đưa một bức điện và nói: "Chỉ có nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc mới làm một việc độc đáo như thế này. Chính phủ mời ông Vĩnh Thụy ra làm cố vấn tối cao cho chính phủ và sắp xếp đưa cố vấn ra Hà Nội càng sớm càng tốt." Ông Phạm Khắc Hòe cầm bức điện đọc và liên tưởng đến quá khứ, vị vua nước Pháp khi xưa là Louis XVI và vua Nicolas, vua của Nga, trong khi cách mạng nổ ra, họ đã bị xử tử ngay khi ngai vàng lật đổ. Suy nghĩ mấy phút, sau đó ông Hòe vội vào điện kiến chung cùng với ông Việt. Ông Hòe bảo ông Việt ngồi chờ, còn ông Hòe mang bức điện vào trong phòng đọc cho Vĩnh Thụy nghe. Nghe xong bức điện, nét mặt Vĩnh Thụy trầm ngâm và thất sắc. Để trấn an Vĩnh Thụy, ông Hòe mời Vĩnh Thụy ra phòng phê để tiếp ông Việt, nhưng Vĩnh Thụy trong lòng vẫn lo và hỏi ông Hòe: "Có nên nhận không? Và bao giờ thì đi Hà Nội? Ông cũng đi cùng chứ? Và tôi muốn có Vĩnh Cẩn đi theo, không biết có được hay không?" Ông Hòe trả lời: "Phải nhận lời chứ, và phải đi gấp. Còn cựu hoàng muốn cho ai đi cùng thì phải hỏi ông Việt." Vĩnh Thụy ra tiếp ông Việt. Ông Việt thông báo lời mời của chính phủ cách mạng. Ông Vĩnh Thụy nghĩ đến giờ phút này từ chối cũng chẳng được, nên trả lời đồng ý đi Hà Nội và không quên cảm ơn chính phủ cách mạng đã còn chú ý, chiếu cố đến ông. Nhưng Vĩnh Thụy đề nghị là xin cho bốn người đi theo là ông Phạm Khắc Hòe, ông Vĩnh Cẩn và hai người hầu cận. Ông Việt đồng ý. Sáng ngày 1 tháng 9, Vĩnh Thụy xếp đặt đồ đạc để ra khỏi điện kiến chung về nhà riêng là cung An Định. Đúng như lịch trình đã ấn định, sáng ngày 2 tháng 9, phái đoàn đại diện chính phủ là ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động, cùng với hai anh giải phóng quân là Hoàng Xuân Bình và Nguyễn Thế Lương đã cùng đi tới cung An Định đón Vĩnh Thụy. Đúng 11 giờ, ngày 4 tháng 9, đoàn xe chở phái đoàn tới Hà Nội. Xe chạy thẳng tới số nhà 51 đường Gambetta, nay là đường Trần Hưng Đạo, vì nơi này chính phủ đã chuẩn bị trước, để khi Vĩnh Thụy ra tới Hà Nội thì ở lại đây. Sáng ngày 5 tháng 9 năm 1945, ông Vĩnh Thụy đến gặp Hồ Chủ tịch. Khi ông vừa tới, bác Hồ thoải mái trong bộ đồ vải kaki bước ra trước cửa phòng khách, mỉm cười niềm nở, đưa hai bàn tay rộng mở như đón chờ một người quen đi xa vừa trở về. Hồ Chủ tịch ân cần thăm hỏi cả nguyên mẫu hậu Hoàng Thị Cúc và nguyên hoàng hậu Nam Phương. Cử chỉ của vị chủ tịch nước đã làm cho ông cựu hoàng xúc động và cảm thấy mình thật may mắn. Buổi gặp diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó ông Vĩnh Thụy được bác Hồ tiễn ra trước cửa chính của Bắc Bộ Phủ. Sau khi bắt tay, chờ cho ô tô đón khách lại chuyển bánh, người mới vẫy chào một lần nữa với nụ cười thật ấm áp. Ngồi trên xe, ông Vĩnh Thụy lẩm nhẩm: "Theo hẹn 15 giờ hôm nay, cụ Hồ sẽ đến thăm mình." Có lẽ vì chịu ảnh hưởng ở sự ân cần, trọng thị trong việc tiếp khách của Hồ Chủ tịch do ông Vĩnh Thụy vừa khoe khi trở về, mà chiều hôm ấy tại phố Gambetta, cả những nhân viên nấu bếp, lái xe và làm công tác bảo vệ đều cùng xin ra đón người. Tất cả đã sẵn sàng, họ xếp hàng hai bên lối đi, ông Vĩnh Thụy đứng sẵn giữa tam cấp, nơi cửa chính của ngôi biệt thự. Rồi khách và chủ cùng bước ngang hàng, đi lên phòng chính.
lại những lời trao đổi ân cần về sự đoàn kết, cùng chung sức xây dựng chính quyền mới nhằm giữ nền độc lập, thống nhất non trẻ của Tổ quốc và lo cho đời sống nhân dân. Đoạn hai người trở lại xuống, bước tản bộ trong vườn. Hình như ý của khách muốn những lời trao đổi của cả hai cùng có trời đất và cảnh vật thiên nhiên chứng giám. Sau đó hội đồng chính phủ họp, cử ông Vĩnh Thụy làm cố vấn tối cao của chính phủ và chọn ông vào Ủy ban dự thảo hiến pháp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gồm 7 thành viên do cụ Hồ Chí Minh đứng đầu. Qua một số buổi làm việc, ông Đặng Thái Mai cũng là thành viên của Ủy ban dự thảo hiến pháp nói với viên sĩ quan hầu cận của vị cố vấn rằng tưởng Vĩnh Thụy chỉ là người ăn chơi, nhưng không ngờ ông ấy có những hiểu biết khá rộng về pháp lý và có những ý kiến hay. Chỉ có thể chế Dân Chủ Cộng Hòa mà đứng đầu là Hồ Chủ tịch thì mới khai thác được mặt tích cực tiềm ẩn như thế ở con người Vĩnh Thụy. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, qua tổng tuyển cử, ông Vĩnh Thụy được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hồ Chủ tịch cũng đã có lời mời bà Nguyễn Hiếu Thị Lan, vốn là Nam Phương Hoàng hậu, đưa các con ra Hà Nội đoàn tụ với ông cố vấn Vĩnh Thụy. Bà trả lời, rất biết ơn cụ Chủ tịch, nhưng sợ như vậy sẽ tốn kém thêm cho nhà nước trong khi chính phủ còn đang nghèo, phải lo trăm chuyện. Ngày 16 tháng 3 năm 1946, Vĩnh Thụy được cử vào phái đoàn đại diện cho chính phủ ta sang Trùng Khánh thăm viếng Trung Hoa, bắt đầu việc giới thiệu về chính thể Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Nam với thế giới và đề nghị họ công nhận nền độc lập cũng như đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Việc mời một vị cựu hoàng đi trong phái đoàn tuyên truyền cho công việc ấy là một thiện chí và là ý tưởng tốt đẹp của cụ Hồ, mong tạo điều kiện để Vĩnh Thụy quen biết với trường ngoại giao quốc tế nhằm đóng góp cho đất nước được nhiều hơn. Nhưng khi sang đó ít lâu, Vĩnh Thụy tách ra sống riêng rồi không về nữa. Từ Trùng Khánh, Vĩnh Thụy đến Côn Minh rồi tới Hồng Kông. Ở những chặng dừng chân ấy, Vĩnh Thụy đều được người Pháp rồi người Mỹ tiếp xúc. Họ vẫn gọi ông là Bảo Đại, bàn việc lập chính phủ riêng do ông ấy đứng đầu, hợp với lợi ích của họ. Biết về những điều không khó xảy ra đối với ông cố vấn, Hồ Chủ tịch đã viết thư. Ngài chớ quên rằng, Ngài là đại diện cho nước Việt Nam và lịch sử Việt Nam. Ngài phải làm thế nào để đời sống của Ngài xứng đáng với cái tên mà Ngài đang mang, xứng đáng với Tổ quốc chung, với nền độc lập của chúng ta, đến nay mới giành lại được. Theo bà Mộng Điệp, vợ thứ của Bảo Đại, thì trước ngày toàn quốc kháng chiến, Hồ Chủ tịch đã cử bác sĩ Phạm Ngọc Thạch đem tiền và vàng sang Hồng Kông cho ông Vĩnh Thụy tiêu. Tuy nhiên, còn cần rất nhiều đô la để cho cả mỹ nữ. Vĩnh Thụy phản lại quyền lợi của đất nước và nhân dân. Ngay sau khi cùng trao đổi, tướng Mark San, đại diện Mỹ, đã đem bản giao ước thỏa thuận được với Bảo Đại về trình Tổng thống Truman. Còn Bảo Đại thì viết thư gửi về nước, xin từ chức cố vấn tối cao trong chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi hối thúc Vĩnh Thụy viết đơn từ chức cố vấn tối cao, thì trùm mật vụ Pháp ở Đông Dương là ông Jean Cousteau ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành nên cái gọi là giải pháp Bảo Đại, một giải pháp chính trị nhằm chống lại cuộc kháng chiến giành độc lập của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lợi dụng xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa, đồng thời nhằm chống lại sự mở rộng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương. Chính Bảo Đại cũng đã phải thừa nhận rằng cái được gọi là giải pháp Bảo Đại hóa ra là giải pháp của người Pháp. Để hậu thuẫn cho Bảo Đại đàm phán với Pháp về cái gọi là độc lập của quốc gia Việt Nam, thực dân Pháp đã huy động các lực lượng chính trị đối lập với Việt Minh như là Cao Đài, Hòa Hảo, Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, Đại Việt Quốc Dân Đảng và Việt Nam Quốc Dân Đảng liên kết thành lập một tổ chức bù nhìn gọi là Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp ủng hộ Bảo Đại đàm phán với Pháp. Tháng 5 năm 1947, cái gọi là Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp đã cử phái đoàn đến Hồng Kông gặp Bảo Đại để thuyết phục ông ta thành lập một chính phủ trung ương và đàm phán với Pháp về việc trao trả độc lập cho cái gọi là quốc gia Việt Nam. Với sự bố trí của thực dân Pháp, ngày 7 tháng 12 năm 1947, tại cuộc họp trên tàu chiến Pháp ở Vịnh Hạ Long, Bảo Đại và Pháp đàm phán rồi ký kết Hiệp ước Vịnh Hạ Long. Hiệp ước thể hiện sự đồng thuận của hai bên về việc thành lập cái gọi là quốc gia Việt Nam trên cơ sở nguyên tắc độc lập và thống nhất của Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp. Mặc dù nghĩa chính xác của từ độc lập và các quyền hạn cụ thể của chính phủ mới vẫn không được xác định, do đó quốc gia Việt Nam trong Liên Hiệp Pháp không khác gì một quốc gia bù nhìn. Theo bản hiệp ước này, quốc gia Việt Nam sẽ có một quân đội riêng,
Tuy nhiên, quân đội ấy phải sẵn sàng bảo vệ bất cứ phần đất nào của Liên Hiệp Pháp, cho nên quân đội ấy cũng chỉ là một tứ ngụy quân. Do mâu thuẫn giữa Bảo Đại và các phe phái trong cái chuồng ngựa, được gọi là Mặt trận Thống nhất Quốc gia Liên Hiệp, và do không thỏa mãn với địa vị thấp bé của mình trong Hiệp ước Hạ Long, không thực hiện được, nên từ cuối tháng 12 năm 1947, Bảo Đại làm mặt chảnh, đi du hí châu Âu trong 4 tháng liền. Cuối tháng 4 năm 1948, thực dân Pháp lại phái Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu sang Hồng Kông gặp Bảo Đại để đề nghị ông ta quay lại đàm phán. Ngày 15 tháng 5 năm 1948, Bảo Đại gửi thư cho Nguyễn Văn Xuân tán thành việc thành lập chính phủ trung ương lâm thời Việt Nam do Xuân đứng đầu. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp và Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elise, thành lập một chính quyền Việt Nam trong khối Liên Hiệp Pháp gọi là Quốc gia Việt Nam, đứng đầu là Bảo Đại với chức vụ quốc trưởng. Cái quốc gia Việt Nam bù nhìn với một quốc trưởng bù nhìn là Bảo Đại hoàn toàn nằm dưới sự điều khiển của thực dân Pháp và đã được dựng lên như vậy. Tuy được người Pháp gọi là một chính quyền của một quốc gia Việt Nam độc lập, nhưng cái nhà nước hư cấu này không hề có quốc hội và cũng không có hiến pháp. Bản thân cái gọi là một quân đội quốc gia của cái thực thể chính trị hư cấu này cũng hoàn toàn do nhà nước Pháp trả lương và trang bị, do quân đội Pháp huấn luyện và chỉ huy theo các kế hoạch tác chiến của quân đội Pháp. Nói cách khác, đó là đội quân người Việt trong quân đội Pháp. Phản ứng trước hành động này, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố cái gọi là quốc gia Việt Nam là một thứ ngụy quyền, một chính quyền tay sai Pháp, bởi nó đã đi ngược lại những mục tiêu giành quyền tự trị về quân sự, ngoại giao, kinh tế mà đoàn đàm phán của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành được, thể hiện trong Hiệp định Sơ Bộ mùng 6 tháng 3 năm 1946, trong Hội nghị Chu Bị Đà Lạt và trong Tạm ước Việt-Pháp ngày 14 tháng 9 năm 1946. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng tuyên bố với thế giới rằng chỉ có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam, còn chính phủ do Bảo Đại thành lập là bất hợp pháp bởi nó được lập nên mà không thông qua bầu cử toàn dân. Tuyên bố trên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ khi vào ngày 18 tháng 1 năm 1950, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và tiếp sau đó là Liên Xô cùng một loạt các nước xã hội chủ nghĩa khác công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Còn cái gọi là quốc gia Việt Nam thì ngoài Pháp và mấy thuộc địa của Pháp ra, không có nước nào công nhận nó, kể cả Mỹ. Ngày 15 tháng 11 năm 1951, Thượng nghị sĩ Mỹ John Kennedy, sau này là Tổng thống, đã phát biểu trên đài VOA. Chính quyền các xứ Đông Dương là những chính phủ bù nhìn, những lãnh địa thuộc địa Pháp của các ông Hoàng, ám chỉ Bảo Đại và các quốc vương Lào, Campuchia, với tài nguyên to lớn nhưng lại là những ví dụ điển hình của đế quốc và thực dân mà người ta có thể thấy bất kỳ nơi đâu. Trong tiến trình sau đó, thực dân Pháp đã coi thỏa hiệp Elise 1949 là một mớ giấy lộn và không bao giờ thi hành nó. Quân đội viễn chinh Pháp tiếp tục tham chiến tại Việt Nam, nhân viên hành chính Pháp tiếp tục nắm quyền lực ở tất cả các cấp hành chính từ phủ, huyện trở lên. Quốc gia Việt Nam không hề được trao cho một chút quyền hành thực sự nào. Trên thực tế, cái gọi là quốc gia Việt Nam chỉ là một sự ngụy trang cho nền cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chính tướng Jacques River, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, được phái sang Việt Nam để nghiên cứu tình hình trong tháng 5 và tháng 6 năm 1949 đã viết: Hồ Chí Minh đã có khả năng chống cự lại với sự can thiệp của Pháp lâu đến như thế, chính là vì nhà lãnh đạo Việt Minh đã biết tập hợp chung quanh mình một nhóm những người thực sự có năng lực. Ngược lại, Bảo Đại chỉ có một chính phủ gồm độ 20 đại biểu của toàn các đảng phái ma, trong số đó đảng mạnh nhất cũng khó mà đếm được là 25 đảng viên. Còn nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ, Patty thì nhận xét: Tất nhiên là họ, tức quốc gia Việt Nam, đã lầm, không bao giờ Pháp cho Việt Nam độc lập để mất Đông Dương. Bảo Đại đã từ địa vị một cố vấn tối cao của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một công dân của một nước Việt Nam độc lập sau năm 1945, trở thành quốc trưởng bù nhìn của một quốc gia hư cấu như vậy. Bảo Đại là ông vua cuối cùng và sống thọ nhất của triều Nguyễn. Từ ngày nhận thoái vị, nục ấn kiếm cho cách mạng đến buổi cuối đời ngồi cô đơn bên tách cà phê tại một góc phố ở thủ đô nước Pháp. Mỗi khi nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Vĩnh Thụy luôn giữ một niềm kính phục. Đến tuổi già, ngẫm lại sự thất thế của mình, Vĩnh Thụy càng nhiều lúc nhớ về Tổ quốc, nhớ cụ Hồ. Và kết cục
của cái nhà nước hư cấu được gọi là quốc gia Việt Nam ấy đã đến khi Hiệp định Geneva được ký kết vào năm 1954 và chỉ giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Pháp. Sau khi thực dân Pháp rút khỏi Đông Dương thì cái quốc gia Việt Nam ấy cũng sụp đổ. Đế quốc Mỹ đã đưa Ngô Đình Diệm về làm cái gọi là thủ tướng, rồi thay Bảo Đại là quốc trưởng. Trên cơ sở này, thay ma chính trị được gọi là quốc gia Việt Nam ấy, Mỹ đã dựng lên cái gọi là Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ, chính người Mỹ và các thế lực thù địch chống Việt Nam lại đang chơi trò sang ướp Ai Cập, mưu mô phục dựng lại cái thay ma chính trị Việt Nam Cộng Hòa đã bị ném vào sọt rác lịch sử từ hơn 40 năm về trước. Nhưng điều đáng phẫn nộ hơn cả là một số nhà sử học Việt Nam hiện nay không biết do vô tình hay cố ý đã lại mắc vào cái bẫy khách quan giả hiệu, trung lập giả hiệu và đa chiều giả hiệu của chúng để tiếp tay cho chính việc đó.